chào bạn Nguyễn Trang Dung ạ. Dạ, xin chào bác Thành ạ. Trong thời gian gần đây, tuổi trẻ cả nước đã có nhiều hoạt động rất thiết thực với góp phần cùng với đồng bào trong các cái hoạt động như là bảo vệ môi trường, chống thiên tai bão lụt. Bạn Trang Dung đánh giá thế nào về cái phong trào của tuổi trẻ của chúng ta trong thời gian vừa qua? Tôi thấy rằng những hoạt động này cho thấy là các bạn trẻ đã có sự trưởng thành hơn về nhận thức, về hiểu biết về chính trị và xã hội. Họ đã ý thức hơn được về những gì đang diễn ra trên đất nước của chúng ta và đã tham gia vào những hoạt động cụ thể để góp phần cải thiện tình hình và giúp phát triển đất nước. Và qua đây thì tôi cho rằng chúng ta có thể lạc quan hơn về tương lai dân chủ hóa của Việt Nam. Bà có thể nói cụ thể hơn về các cái hoạt động mà các bạn trẻ của chúng ta đã làm được không, thưa bạn Trang Dung? Trong dịp mà miền Trung chịu cảnh tang thương do lũ lụt vừa qua thì các bạn trẻ đã góp phần tích cực trong việc cứu trợ. Họ đã hỗ trợ về vật chất, lẫn tinh thần và nhiều cách thức khác để giúp cho bà con miền Trung có thể vượt qua được thiên tai lẫn nhân tai này. Ngoài ra thì họ cũng lên tiếng trên mạng xã hội hoặc các cái phương tiện khác để nói lên suy nghĩ, quan điểm của mình về những bất cập trong sự việc này. Chẳng hạn như là về sự tắc trách của các cơ quan chính quyền trong việc đã gây ra hay là đã góp phần gây ra hay là dung túng cho Formosa trong cái thảm họa chết hàng loạt và gần đây hơn là vụ xả lũ của các nhà máy thủy điện. Thì việc lên tiếng đó đã cho thấy là họ đã ý thức hơn về hiện trạng đất nước cũng như là quyền tự do ngôn luận và tham gia vào các vấn đề xã hội. Các bạn trẻ đã vượt qua mọi khó khăn để mà làm tốt những cái công tác xã hội cũng như là bạn vừa nêu lên là vấn đề thảm họa môi trường Formosa gây nên, rồi vấn đề là lũ lụt miền Trung không chỉ do thiên tai mà cả nhân tai cũng gây nên. Nhưng mà tại sao nhà cầm quyền lại tìm cách ngăn cản và gây khó khăn cho các bạn trẻ trong các hoạt động xã hội như vậy, thưa bạn? Theo tôi, bởi vì một phần nguyên nhân của những thảm họa này là từ chính quyền. Chẳng hạn như là trong vụ Formosa thì chính quyền đã cố gắng che giấu hay là làm sai lệch những cái thông tin về cái nguyên nhân của vụ cá chết và cũng đã cố gắng bảo vệ Formosa để tránh bị lên án hay là tránh bị truy tố về tội phạm hình sự, chẳng hạn như là việc trì hoãn bộ luật hình sự mới khiến cho luật hình sự mới không được thi hành trong năm nay, khiến cho việc khởi tố Formosa như là một pháp nhân vi phạm bộ luật hình sự là một điều bất khả thi. Bên cạnh đó thì việc trì hoãn hay là cung cấp sai thông tin về nguyên nhân cá chết cũng là một phần cho thấy là chính phủ đang cố gắng che giấu sự thật bên trong nguyên nhân này, và rất có thể là chính quyền đã là nguyên nhân đưa Formosa vào Việt Nam trong khi không đảm bảo được những điều kiện để có thể giám sát hay là đảm bảo về an toàn môi trường. Cho nên là bây giờ thì chính phủ phải tìm cách để có thể che giấu tất cả những sai lầm đó. Mới đây, tuổi trẻ ở Sài Gòn cũng như ở Bà Rịa Vũng Tàu có tổ chức một số các cái hoạt động để mà trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ hoạt động xã hội dân sự cũng như là để mà phổ biến các cái cách làm thế nào cho nó tốt hơn, phục vụ cho tốt hơn cái phong trào của mình. Nhưng mà tại sao những cái hoạt động này lại bị giới công an quấy nhiễu và tìm cách
gắt trở ạ. Vâng, như tôi vừa trả lời trong câu hỏi trước, thì việc các bạn trẻ ở Vũng Tàu tổ chức các hoạt động như vậy cho thấy là các bạn trong việc thực hiện các quyền công dân của mình. Nhưng đây là điều mà chính quyền không mong muốn, bởi vì khi mà các bạn làm chủ tốt hơn chính bản thân và đất nước, thì điều đấy đồng nghĩa với việc là chính quyền sẽ khó kiểm soát hơn, trong khi chúng ta biết rằng đây là một chính quyền độc tài, nó muốn kiểm soát được người dân, quyền của người dân càng nhiều càng tốt. Cho nên việc các bạn trẻ ở Vũng Tàu thực hiện các quyền dân sự đó là mối lo ngại cho chính quyền, và do đó công an như cho công cụ đàn áp của chính quyền sẽ tìm cách để ngăn chặn. Để rút kinh nghiệm những cái hoạt động vừa qua mà đưa vào cái phong trào hoạt động của các bạn trẻ đi vào nền nếp hơn, mà tốt hơn, mà thiết thực hơn, thì theo bạn Trang Dung chúng ta phải cần phải có những việc làm như thế nào trong thời gian sắp tới thưa bạn? Theo tôi thì có một số hoạt động mà nên là những hoạt động thầm lặng, chẳng hạn như là các hoạt động về việc đào tạo, hướng dẫn các bạn trẻ dân sự một cách tốt hơn, hiệu quả hơn, thì họ cần được đào tạo. Và đào tạo đấy thì cần được chuẩn bị một cách thầm lặng để đến khi mà các bạn làm thì có thể sẽ tránh được những rủi ro hay là những hậu quả đáng tiếc. Ngoài ra thì có những hoạt động có thể là tiếp xúc với dân chúng, các cái hoạt động trước đây là bề nổi á, có thể cần phải chuyển sang kín đáo, khiến cho chính quyền bớt để ý, và do đó họ sẽ không thể, hay là cũng sẽ bớt đàn áp hay là gây cản trở. Đó là một vài ý kiến của tôi. Chẳng hạn như là trong có những hoạt động mà các bạn công khai lên các mạng xã hội hay là các cái phương tiện truyền thông khác, thì tôi cho rằng chỉ có một số hoạt động nên là công khai, còn một số hoạt động thì không. Chẳng hạn như là việc các bạn đi đến đâu, làm gì, nếu thật sự là có ích thì các bạn có thể là công khai một phần thôi, không cần phải công khai toàn bộ. Chẳng hạn như là các bạn đang ở đâu, thì tôi nghĩ là không nên cho biết. Còn có, việc làm gì thì còn tùy. Nếu như việc cho biết là các bạn đang làm gì mà thật sự có ích và có tính lan tỏa cho cộng đồng thì hãy nói ra, còn lại thì hãy kín đáo. Gần đây ở trên mạng Facebook thì người ta hay đưa những tường thuật trực tiếp về một số các cái phong trào, và ở trên mạng Facebook cũng đã thể hiện rất nhiều thông tin mà cổ vũ được phong trào, ngược lại cũng có những thông tin là đôi lúc là thiếu thận trọng, thiếu cân nhắc, nên cũng lại không có lợi cho phong trào. Vậy thì theo bạn Trang Dung, chúng ta nên làm thế nào để những thông tin trên mạng xã hội nó sẽ bớt đi những cái tiêu cực rủi ro mà phải mang lại những kết quả thiết thực mà có lợi cho phong trào, thưa bạn? Tôi nghĩ điều này phụ thuộc nhiều vào nhận thức của những cá nhân hoạt động phong trào. Với những cá nhân đơn lẻ thì thật khó để có thể định hướng lại suy nghĩ của họ. Nhưng với những cá nhân nằm trong các nhóm hay là các tổ chức thì tôi nghĩ rằng trách nhiệm này thuộc về những người đứng đầu các nhóm và các tổ chức đó. Những người đứng đầu này cần phải suy tính về những cái phương pháp hoạt động thực sự hiệu quả, sao cho bớt được rủi ro mà lại làm được việc một cách thiết thực nhất. Và nếu như mà những người đứng đầu những nhóm hay tổ chức mà không ý thức và do đó có định hướng lại tổ chức của mình thì sẽ không đạt được điều như bác Thành vừa nói. Thành ra là tôi nghĩ rằng để có thể đặt vấn đề về việc nhận thức lại thì có lẽ là cần có một số những cái cá nhân ảnh hưởng nhất trong giới hoạt động lên tiếng và có thể ngồi lại với nhau để bàn thảo và tìm ra những cái cách thức để ứng xử hay là hành động sao cho có thể đạt được điều mà bác vừa nêu. Xin cảm ơn cô Nguyễn Trang Dung ạ. À.